Quý vị và các bạn thân mến, cuộc thi học sinh giỏi quốc gia bản tính và số học trí tuệ UCMAS Việt Nam lần thứ 9 tổ chức đã được diễn ra đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 2.000 thí sinh đến từ khắp cả nước. Đây là một trong những cuộc thi về phương pháp thể dục não bộ giúp trẻ em có khả năng tập trung suy luận bền bỉ, xử lý tốt và chịu được áp lực cao. Cuộc thi lần thứ 9 được tổ chức tại Hà Nội có sự tham gia của hơn 1.800 thí sinh và gần 2.000 phụ huynh đến từ 42 tỉnh thành trên toàn quốc. Đến với cuộc thi, các thí sinh nhỏ tuổi sẽ tham gia vào 3 phần thi gồm nhìn tính, nghe tính và nhảy số nhanh. Chương trình bàn tính và số học trí tuệ là một chương trình phát triển trí tuệ được đánh giá là khá toàn diện cho trẻ em từ 4 đến 14 tuổi nhằm giúp trẻ em tăng cường các khả năng tập trung, quan sát ghi nhớ và hình dung tưởng tượng. Con đi thi phần nhìn tính ấy, nghĩa là mình sẽ có một tờ đề và mình nhìn vào đấy, sau đó mình sẽ tính những cái điểm là trong vòng 8 phút là mình phải làm tận được 200 câu. Một ngày con bỏ ra khoảng 45 phút để con rèn cho bộ nhớ này và con cảm thấy là trí nhớ của con rất là tốt rồi. Kỳ thi UCMAS quốc tế 2018 sẽ chính thức được tổ chức tại Malaysia. Các đại diện xuất sắc của các quốc gia sẽ giao lưu, học hỏi và tranh tài đem lại vinh quang cho chương trình số học trí tuệ nước nhà. Để có thể vững bước tiến vào đấu trường quốc tế, các thí sinh được trải qua kỳ thi học sinh giỏi quốc gia như một cơ hội cọ sát, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Lúc đầu tiên con mới đi học thì bé rất là bỡ ngỡ và nhút nhát. Chứ được sự nhiệt tình chỉ bảo và khuyến khích của các con, ở các cô thì là con đã mạnh dạn hơn, con có thể là nhân, bắt đầu học sang nhân nhưng mà con thể là nhẩm nhanh được hai chữ số. Rèn luyện tư duy rất là tốt. Cho các con tập trung khả năng cao cũng như là ghi nhớ tốt để các con có thể làm thúc đẩy cái niềm đam mê cho các con trong bộ môn toán học. Với các con số và bàn tính thì các con đã nâng cao được cái khả năng ghi nhớ, khả năng tập trung, khả năng hình dung tưởng tượng và cái sức bền thần kinh của các con rất tốt. Mục đích cuối cùng là để nâng cao cái khả năng tập trung cho các con học sinh trong lứa tuổi từ 4 đến 14 tuổi là lứa tuổi từ mầm non và hết cấp 2. Thì từ cái việc mà các con có một bộ não khỏe, cái khả năng tập trung, ghi nhớ tốt, sức bền thần kinh não bộ tốt thì các con có thể học tốt được tất cả các môn. Cái khả năng ghi nhớ tốt sẽ giúp cho con có thể là giảm bớt được cái thời gian học tập. Chương trình đào tạo bàn tính và số học trí tuệ phù hợp với khả năng tư duy của trẻ theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó là phương pháp được nhiều phụ huynh tìm đến để giúp trẻ luyện tập hàng ngày, bền bỉ, xử lý nhanh, học tập và làm việc hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, giúp cho các em học sinh tăng khả năng tập trung, khả năng quan sát, khả năng ghi nhớ cũng như tư duy logic.